Bọn Sa Đắc Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và xanh của toàn quốc. Thưa quý vị, Bọn Sa Đắc Huy đang có mặt ở Thường Tín, Hà Nội và chuẩn bị dẫn quý vị đến thăm một cái nhà vườn có tiếng ở Thường Tín. Và vừa rồi Bọn Sa Đắc Huy biết tin anh ấy mua những tác phẩm đẳng cấp của chú Hữu, những cây cái giá trị rất lớn quý vị ạ. Bọn Sa Đắc Huy đến tham quan và chia sẻ cho quý vị và truyền tải cho quý vị cái thông tin để quý vị yêu cây cả nước cùng biết đến nhà vườn anh. Và nhà vườn Bọn Sa Đắc Huy giới thiệu đó là nhà vườn của anh Kiên. Anh ơi, em chào anh nhá. Anh Kiên ở đây là gọi là gì nhỉ? Bồ Đầu hay gì nhỉ? Mình ở đây là thôn Bồ Đầu, xã Thông Nhất. Bồ Đầu, xã Thông Nhất, huyện Thường Tín quý vị nhá. Và vừa rồi thì em biết tin anh mới mua những cái tác phẩm rất là quý của chú Hữu, đúng không anh? Rồi, mình được chú nhường lại cho hai tác phẩm. Hai tác phẩm, đúng không anh? Thế thì em nóng lòng xem hai tác phẩm đó là hai tác phẩm nào. Thì anh dẫn em đến hai tác phẩm đó nhé. Trước khi đi ngắm những cái dàn cây của anh thì chúng ta sẽ đến với hai tác phẩm vừa rồi anh mới mua của chú Hữu. À đây rồi, đây rồi, Bọn Sa Đắc Huy nhận đây rồi. Đầu tiên là mình lấy cây này của chú này. Một cây trực hoành. Một cây trực hoành bonsai. Cái này thì cao khoảng 50 phân. Đồ chơi đẳng cấp thưa quý vị ạ. Nếu một cây trực hoành như thế này thì Bọn Sa Đắc Huy cũng không nhìn thấy nhiều. Nếu để một cái cây tầm trung, tỷ lệ cân đối hài hòa thế này, một thân trực, một thân hoành đẹp thế này thì Bọn Sa Đắc Huy cũng không thấy không có nhiều. Đây là cái đồ chơi đẳng cấp quốc tế rồi. Vừa rồi anh ấy may mắn được chú Hữu chú ưu ái, chú nhượng cho. Vì nhìn thấy đẳng cấp quốc tế rồi. Những cái góc nào hơi ngược nắng thì mong quý vị yêu quê thông cảm. Cây trực hoành xuất sắc quý vị ạ. Từ form dáng đến tỷ lệ, một cây đã đạt được cái tỷ lệ vàng. Quý vị nhìn vào hình mới đẹp làm sao. Cây đang trồng ở cái thống chậu, một cái thống chậu đá. Và độ già thì khỏi phải nói rồi. Và cây thứ hai, cây thứ hai là cây thứ hai là mình lấy cây này. Cây tam đa. Cái này thì là một cái tác phẩm xuất hiện ở rất nhiều cuộc triển lãm rồi. Cái này thì Bọn Sa Đắc Huy đã ghi hình ở rất nhiều cuộc triển lãm rồi. Chúng ta sang mặt đối diện. Mặt bên này thì nhìn rõ được những cái điểm méo trong thân. Nhìn rõ cái nét chùn da voi cũng như cái độ méo trong thân. Thần méo hết rồi quý vị ạ. Quay là hơi khó. Đây là một những cái cây trong những cái cây tướng của chú Hữu rồi. Chắc chắn là mua tướng thì cái số tiền bỏ ra thì chắc chắn là sẽ khá là lớn đây. Anh ơi, hai tác phẩm này thì chắc cái số tiền phải bỏ ra rất là lớn đúng không? Thật sự là với mình thì mình cũng chưa bao giờ mua cây nào nó nhiều tiền như đợt này. Được chú quý chú nhượng lại thì mình cũng cố gắng
tâm huyết vào. À. Anh có thể bật mí là cái tầm giá trị nó tầm nào không anh? Thật sự thì cái giá thì mình cũng xin phép được giữ, bởi vì là nó cũng còn liên quan nhiều thứ. Dạ vâng. Nó cũng là một cây rất là nhiều tiền đối với mình. Thật ra là mình cũng muốn giữ cho mình một chút thì để ví dụ sau này mình có chuyển nhượng cho ai thì là nó cũng sẽ hợp lý cả cho họ. Vâng. Quý vị ơi, những cái tác phẩm này thì cái giá trị chắc chắn là phải tiền tỷ rồi, nhiều tỷ rồi. Bởi vì ngày trước chú Hữu mua thì những cái cây này cũng là cái cây rất nhiều tiền. Và lại hai tác phẩm quý vị. Ngay những cái ngày đầu năm mới thì bà Sa Huy đón nhận rất nhiều những cái thông tin vui. Và biết tin vườn anh Kiên. Anh Kiên may mắn được sở hữu hai tác phẩm quý. Thì bà Sa Huy đến chia sẻ và chung vui với nhà vườn anh. Rồi, cảm ơn bà Sa Huy nhé. Chúc mừng anh nhé. Ok, cảm ơn em. Đây là một cái khởi đầu cho cái năm mới này. Hy vọng năm nay anh sẽ có duyên mua được nhiều những cái tác phẩm quý. Rồi, mình cũng rất hy vọng là năm nay sẽ là một năm khởi sắc của anh em làng cây. Bởi vì là đối với bản thân mình thì cũng thế thôi, bởi vì là mình cũng chưa bao giờ mua cây nào nó nhiều tiền đến mức độ như này. Vâng. Mà năm nay thì mình thấy anh em rất là khởi sắc, nên là mình cũng cố gắng đầu tư thêm để có được những tác phẩm quý cho mình. Dạ vâng. Tuyệt vời quý vị ơi. Hàng đẳng cấp rồi. Và chúng ta sẽ rời xa hai tác phẩm vừa rồi anh Kiên mới mua để đi ngắm một số những cái tác phẩm và một số những cái cây anh đang xây dựng. Thì ở không gian vườn anh thì anh có mang 7 tác phẩm bonsai đi chơi, đi trưng bày ở câu lạc bộ của câu lạc bộ Phú Xuyên. Thì anh cũng là thành viên của câu lạc bộ. Nhưng bên cạnh đó thì anh còn rất nhiều những cái cây chất lượng vẫn còn ở trong vườn. Một cây tầm trung hoàn thiện của anh. Này nó cao được khoảng tầm 65 phân. Vâng. Chiều cao 65 cm. 65 phân. Hoàn thiện hết rồi quý vị nhé. Và một cây si búp hồng cánh sen. Cũng hoàn thiện hết rồi. Anh Kiên chơi cây rất kỹ quý vị nhé. Chơi kỹ và cái lối làm của anh cũng cực kỳ là tinh tế. Những tác phẩm của anh tạo tác và làm thì cái lối làm cũng gần với cái bonsai quốc tế. Đây là cây sinh quê quý vị ạ, sinh quê già lắm quý vị ạ. Mà sao quý vị nhìn thấy anh thu vào và đang xây dựng lại cái bộ bóng tàn để cho nghệ thuật hơn, đẹp hơn. Một cây quê cổ. Đây cũng là sinh quê quý vị ạ. Một cây sinh quê dáng làm. Ta sẽ đi vào sâu trong một chút để ngắm một số những cái phôi anh đang xây dựng. Phía trước quý vị là một cây song thụ xanh Nam Điền.
Già lắm quý vị ạ. Đây là toàn cây cổ thôi. Anh ấy về anh ấy thiết kế lại. Cây này sau xong xuôi, cây này cao khoảng độ 80 phân. Những em chơi cây ở khu vực miền Bắc này thì nhắc đến anh Kiên Bộ Đầu thì không ai là người không biết đến anh. Anh là người những cái tư duy chọn cây, tạo tác cây đáng để anh em học hỏi. Quý vị đến với một cái phôi anh đang xây dựng. Anh ơi, phôi này là một trong những cái phôi anh rất rất thích và rất quý. Em cũng đang thấy có nhiều cảm xúc với cây này đây. Nhìn đã quá. Quý vị ơi, tuy là phôi đang xây dựng nhưng quý vị nhìn thấy độ già và những cái điểm chùn ở trong thân thể hiện rõ nét quý vị ạ. Và form dáng cũng đẹp. Hiện nay thì tuy chưa xong, nhưng quý vị xem thì một số quý vị đã chưa hình dung ra, nhưng từ bệ đến thân một cái tỷ lệ vàng rồi, gốc bồ ngọn chỉ và ngọn anh cũng đã giật được tương đối rồi, gần như những cái điểm mà cần phải lui mất nhiều thời gian thì anh ấy đã hoàn thành rồi. Hiện nay chỉ nuôi một số và ra bông thôi. Sau này một cây, một đồ chơi cũng chỉ cao khoảng gần 1 mét. Và đây cũng vậy này quý vị này. Một cây thứ hai, một cái phôi thứ hai. Cũng một cái độ tuổi như vậy. Như này là cũng một cây cổ hoàn thiện, nó cao quá, ngày xưa nó cao quá, nó thưa tay, nó không có tay thì là anh cắt đi, anh nằm lại. Vâng. Em thấy những cái tác phẩm của anh cô ở chậu rất nhỏ nhỉ? Đúng rồi, anh hay thích trồng chậu nó chặt, không thích nuôi chậu to mà. Nuôi nhưng mà vẫn cho vào chậu chặt, nhưng mình chịu chặt. Có chăm thì là nó vẫn phát triển được. Vào những cái chậu nhỏ này thì chúng ta phải quan tâm và chăm sóc những tác phẩm của mình tốt hơn. Nhưng ngược lại thì cây sẽ cho ra những cái ưu điểm riêng. Đó là từ bệ đến thân thì sẽ cho ra nhiều những cái điểm chùn, điểm gần tốt hơn, đúng không? Khi nó vào chậu chặt thì nó không duỗi được thẳng ra thì nó sẽ có cái điểm gấp nặng. Điểm phá. Còn một số các cái phôi được đang chăn nuôi. Nhiều lắm quý vị ạ. Đây là những cái tác phẩm hứa hẹn trong tương lai. Đây cũng vậy quý vị này. Ủa, cái này là cây... này của nó cũng được đấy nhỉ. Quý vị nhìn thấy này, mới đã làm sao trắng toát hết rồi. Quý vị thấy anh ấy đang nuôi cây nhưng mà cây vẫn giữ được cái tem già và vẫn khô cây. Kỹ thuật nuôi và chăm cây của anh ấy rất là tốt. Cây già đanh quý vị ạ. Cái số điện thoại của anh Kiên bao nhiêu anh nhỉ? Số điện thoại của anh là 0936 956 638. Ok anh. Quý vị có cần đến vườn tham quan và có thể là yêu thích những tác phẩm của anh thì quý vị cứ liên lạc với anh để cho thuận tiện. Đây cũng là cây cổ nữa này.
anh ấy về anh ấy thu này, anh ấy làm lại đây. Cây này thì méo hết thân rồi anh Kiên nhỉ? Đúng rồi, cái này nó cũng tương đối già đấy. Ui quý vị ơi, quý vị nhìn đây. Cây cổ, cây chụp cổ. Thân quý vị nhìn thấy méo hết rồi. Quý vị xem và quý vị học hỏi anh những cái tư duy chọn đồ. Phôi này thì mặt này mới là mặt chính này. Đang nuôi đâm ra là nó cây này sau gì? Là cũng cây là tầm đại đây anh nhỉ? Đúng rồi, nó cũng cao, cũng phải cao mét 2 mét 3 đấy. Đúng rồi, hoàn thiện nó phải hơn mét đấy. Vì là cây cổ nên là có những cái tay đòn rất là to quý vị nhá. Vẫn được giữ được nguyên hết các cái tay cút. Giữ nguyên hết, gần như là anh ấy tận dụng được khoảng có những cái tay trên thì cũng tận dụng được 10 15 phân hết. Còn những cái tay dưới quý vị này gần như là tận dụng được những cái chi, một số những cái chi. Hôm nay là lần đầu tiên Bonsai Đa Huy đến vườn của anh Kiên. Anh em cũng biết nhau rất lâu rồi, nhưng hôm nay mới có dịp đến thăm anh. Quý vị đến với một phôi xanh trắng trực nữa. Và ở cái vườn anh thì không có cây nào là cây lon cả quý vị ạ. Cây nào cũng thể hiện cái nét cốt chậu và độ tuổi rất là dài. Một cây trực cổ anh cũng thu lại để tạo tác lại. Cây này sau cũng là một cái cây trực cực kỳ xuất sắc. Anh ơi, cây này là cây mà sau một cây trực phải nói cây trực này là mình mua thì mua được lại được của ông anh ở dưới cây này mình có mua lại được của một anh ở dưới Hải Hậu. Vâng. Khi đó là anh mới mua về thì là anh trồng vào chậu này, cái là anh nhường lại cho mình về là anh thu cái tay này không, hay là theo theo như anh ấy làm nó một cây hoàn thiện. Vâng. Và anh đó đã thu hết đi, mình chỉ có nuôi thôi. Dạ vâng. Mình chưa làm gì ở cây này cả, chỉ có nhặt mầm, nuôi vào nhặt mầm đi thôi, còn đâu các cái chính là mình vẫn chưa phải nói chưa là cắt. Cũng được gần 2 năm rồi nhưng mà chưa cắt được. Em thích những cái tỷ lệ từ bệ đến thân. Ừ. Và các chốt đóng, điểm đóng mầm là rất là hợp lý, điểm đóng rất là chuẩn. Mà được cái là cái cây này ngày xưa bản chất của nó là một cây, đây em xong bên này là em sẽ bản chất của cái cây này ngày xưa là một cây tán tầng. À cây tán tầng. Cây tán tầng và người ta chỉ cắt lấy một đoạn này. Vâng. Đây là một cái khoanh dưới này. Vâng. Người ta chỉ cắt lấy một đoạn này và người ta lại nuôi mầm lên để làm thành một cây ngũ phúc. Rồi. Em hình dung rồi. Cái cắt đây. Cho nên là nếu như cái tuổi của cái gốc này thì nó cực kỳ già luôn. Vâng. Bởi vì phần trên nó đã là cây cổ rồi chứ không chưa nói đến phần dưới. Đó. Cái phần trên này quý vị này. Trên cũng đã già như này rồi quý vị này. Lui thêm mà đã già này rồi. Nhưng phải nói là cái người phát triển thêm ấy cũng làm dựa theo cái cây này. Đấy, tức là chúng ta thấy ăn nhập đó. Đúng rồi, tức là đây là nó bản chất là ngày xưa là một cây tán tầng. Từ thời rất lâu rồi. Vâng. Và người ta đã các cụ ngày xưa đã biết cắt lấy đoạn gốc để lại xây dựng lại thành một cây dáng trực. Vâng. Phúc. Đây là cây ngũ phúc chứ không phải cây liên chi. Vâng. Đấy. Nên là chợt nhìn thì em tưởng anh ông anh ở dưới Hải Hậu mua được thì anh ấy thu lại. Và mình xuống mình thấy ưng quá thì mình lại bảo anh nhường lại cho mình. Mình cũng rất thích tác phẩm này. Thích cái phôi này. Dạ. Và Bonsai Đa Huy nhìn xa thì tưởng là cây trực liên chi cơ. Nhưng mà anh Kiên có chia sẻ thì Bonsai Đa Huy mới nhận ra đây là cái vết cắt từ rất lâu rồi, mím hết rồi. Một cái trực rất là quý của anh. Ngắm tác phẩm quý rồi nhưng mà vào ngắm những cái phôi thì còn bất ngờ hơn. Bởi vì vườn anh ấy chứa đựng nhiều những đồ chơi VIP. Một phôi dáng huyền đang xây dựng.
Cây này cũng tiềm năng lớn quý vị ạ. Cây này khả năng cũng là từ tán tầng tháo ra đây. Đúng rồi, đúng anh. Trước nó là một cây tán tầng. Dạ. Đúng rồi. Một cái tầng dưới, một nửa cái tầng dưới của cây tán tầng. Quý vị thấy cái nét tán tầng mới cho ra được những cái điểm hóa đẹp bên này. Có những cái điều, cái điểm đặc biệt. Và một cây cổ anh đang thu vào để xây dựng lại. Cái này thì theo anh là tỉ muội hay là mẫu tử? Thực ra là nếu mà mẫu tử thì cây tử nó lại hơi to so với lại đấy bình thường. Vâng. Mà anh thì cũng mới mua được cây này hôm trong Tết thôi, nhưng mà anh cũng thấy nó có một cái gì đấy nó cũng khá lạ so với những cái dáng cây mà hai thân bình thường. Vâng. Đấy, bởi vì là như cái cây này thì mình lại thấy nó có một chút khác, là cây hai thân bình thường thì nó, ví dụ cái cây hai thân song thụ lại thì nó lại hai thân thẳng cơ, nhưng cây này nó lại có một thân nó nửa lửa hoành. Vâng. Đấy, nó gần gần như kiểu ngày xưa là một cái thân hoành xong là hóa lên. Vâng. Và đặc biệt ở cây này là hai cái ngọn họ làm cũng rất giống nhau. Vâng. Đấy, phần dưới mềm, phần trên thì là thẳng, rất giống nhau. Đặc biệt là nó lại hai cây đều năm tay một ngọn. À. Đấy. Hai thân đều năm tay một ngọn. Dạ vâng. Tỉ muội thì hợp hơn đúng không? Đúng rồi. Khả năng như thế nó sẽ hợp hơn. Tỉ muội hợp hơn. Một cây cổ. Cái này để anh thu lại thì nhanh thôi, nhanh thành cây thôi. Đây là mình mới gọi là thu lần đầu. Tới đây nó ra mầm thì mình sẽ có thể là sẽ còn phải điều chỉnh lại thêm. Tầm độ 3 năm là đúng rồi. Là được chơi thôi quý vị ạ. Bởi vì là cái cơ bản là vẫn giữ được hết. Vâng ạ. Thưa quý vị, hôm nay Bonsai Đỗ Huy biết tin anh Kiên mới mua hai tác phẩm quý của chú Hữu. Và bên cạnh đó thì một cái dàn cây quý của anh. Bonsai Đỗ Huy đến thăm vườn anh và chia sẻ cho quý vị, để quý vị yêu cây cả nước biết đến vườn anh Kiên tại Bộ Đầu và xã gì anh Kiên nhỉ? Xã Thống Nhất. Xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Và đến đây thì Bonsai Đỗ Huy xin phép quý vị được dừng lời ở đây. Xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.